Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat. Gigabyte nổi tiếng là hãng được đánh giá cho ra đời những mẫu laptop gaming chất lượng. Và để không kém cạnh các hãng khác thì mới đây Gigabyte đã sản xuất thêm dòng laptop Ultra để hướng tới đối tượng doanh nhân, văn phòng và học sinh sinh viên. Đây là Gigabyte U4, chiếc laptop đang được đánh giá khá cao và có khả năng cạnh tranh mạnh trên thị trường hiện nay. Hãy cùng mình khám phá chiếc laptop này nhé! Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn vào chiếc laptop này là thiết kế khá đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Logo Gigabyte được để nổi bật ở chính giữa cùng tông màu xám bạc khiến tổng thể chiếc máy trông vô cùng thanh lịch. Đặc biệt, chiếc laptop này có độ dày chỉ 1,72cm và có cân nặng 990g. Có thể nói là nhẹ nhất mà chưa một chiếc Ultrabook nào ở thời điểm hiện tại có thể làm được, thì bạn có thể dễ dàng mang đi đến bất cứ đâu làm việc và giải trí. Gigabyte U4 được làm từ chất liệu hợp kim nhôm magie, trải qua rất nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt và phức tạp, đạt độ bền chuẩn quân đội, nên bạn có thể yên tâm sử dụng thoải mái. Nếu va đập thì chiếc laptop này vẫn đảm bảo được sự bền bỉ tuyệt đối cho người dùng. Bản lề vô cùng chắc chắn, giảm thiểu đáng kể tình trạng rung lắc khi đóng và mở máy, cho phép mở được 180 độ, cực kỳ tiện lợi cho học tập và làm việc. Sở hữu chiếc laptop này, bạn sẽ có bộ vi xử lý Intel Core i5-115G7 với 4x8 luồng, mức xung nhịp tối đa lên tới 4.5GHz, đem đến hiệu năng mạnh mẽ để xử lý các tác vụ cơ bản hàng ngày như lướt web, xem phim hay làm việc trên những ứng dụng Office một cách mượt mà. Ngoài ra, bạn sẽ có tới 16GB RAM DDR4, 512GB SSD và tích hợp đồ họa Iris Xe Graphics, mang đến khả năng đa nhiệm cũng như xử lý các tác vụ văn phòng hay chỉnh sửa hình ảnh, làm video đơn giản trên những phần mềm đồ họa như Photoshop, AI. Gigabyte U4 có màn hình 14 inch với tấm nền IPS, độ phân giải Full HD giúp hình ảnh hiển thị trở nên sắc nét, sống động. Bạn có thể vừa làm việc vừa xem phim giải trí thoải mái trên chiếc màn hình này. Mặc dù được thiết kế với cạnh viền cực mỏng, nhưng Gigabyte U4 vẫn được trang bị một camera HD giúp bạn có thể thoải mái học tập hay làm việc trực tuyến. Tiếp đến là bàn phím. Bàn phím có hành trình phím vừa phải, thiết kế vuông vức, độ nảy tốt, mang lại cảm giác cực kỳ êm ái, thoải mái khi xử lý các tác vụ văn phòng. Về phần touchpad rộng rãi, diện tích lớn, bề mặt mịn, phù hợp với các thao tác cảm ứng đa điểm. Một điểm mình rất thích ở chiếc laptop này là sự đa dạng về cổng kết nối và có nút nguồn được đưa sang bên cạnh chứ không để ở phần mặt xì nữa. Cạnh trái bao gồm một cổng sạc, một cổng HDMI, một cổng USB 3.2, một cổng USB Type-C Thunderbolt 4. Cạnh phải sẽ có một nút nguồn để bật tắt máy, một khe thẻ SD, một cổng USB 3.2 và một jack cắm tai nghe thuận tiện cho việc kết nối hay truy xuất với các thiết bị ngoại vi. Với vẻ ngoài đơn giản nhưng không kém phần sang trọng hiện đại, cùng những hiệu năng ổn định và đặc biệt có thiết kế siêu mỏng nhẹ, nhỏ gọn, dễ dàng mang đi mọi nơi thì đây là một chiếc laptop hoàn hảo cho đối tượng có nhu cầu di chuyển cao. Cuối cùng, link sản phẩm và các chương trình ưu đãi mình sẽ để kèm ở dưới. Các bạn có thể ấn vào và tham khảo kỹ hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.